HLV Pau FC xấu hổ vì Quang Hải, cả Đông Nam Á không tin nổi, Hải đang được đá ở châu Âu. Hải là một trong những tài năng đặc biệt nhất của bóng đá Việt Nam từng sản sinh, chỉ cao 1m68. Nhỏ con nhưng Hải đã thật sự khéo và khôn. Tiền vệ sinh năm 1997 này sở hữu chân trái vừa độc vừa dị, đã bao lần khiến cho hàng triệu người hâm mộ mê và sung sướng. Cú đá phạt cầu vồng tuyết trắng Thường Châu, pha bay người giật gót trong trận gặp Thái Lan, Quang Hải luôn biết cách tỏa sáng một cách đẳng cấp. Bởi vậy không quá khi đánh giá Hải là một trong những cầu thủ đột biến nhất Đông Nam Á. Nhưng AFF Cup lần này, sự đột biến của Quang Hải có thể đã mất đi dấu ấn khi mà tính cả trận chung kết lượt về trên đất Thái Lan. Qua 8 trận đấu, Hải còn chỉ có vỏn vẹn một pha kiến tạo. Ở những trận còn lại, Hải còn không thể hiện được gì, thậm chí còn trở thành gánh nặng. Trong trận chung kết lượt về với Thái Lan, Quang Hải mất suất đá chính. Sau khi được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân ở hiệp 1 thay chỗ cho Tuấn Anh, tiền vệ sinh năm 1997 tiếp tục chơi mờ nhạt. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới phong độ không tốt của Quang Hải, nhưng chủ yếu là do anh thường xuyên dự bị nên đã bị mất bóng, tư duy và cảm giác bóng. Việc phải thi đấu với lịch dày đặc ở AFF Cup cũng khiến cho Quang Hải không đảm bảo được thể lực, dù anh đang được huấn luyện viên Park Hang-seo đặc biệt quan tâm, giữ gìn như một báu vật. Vấn đề được nhiều người quan tâm lúc này là sau một kỳ AFF Cup thất bại, Quang Hải có cơ hội nào khi quay trở lại Pau FC? Có lẽ câu trả lời là không, bởi hôm qua, một trong cuộc phỏng vấn ngắn với phóng viên Việt Nam tại Pháp, huấn luyện viên Pau là ông Dio Tholot cho biết: "Tôi rất tiếc khi Việt Nam không thể lên ngôi vô địch, tôi cũng thấy buồn cho Quang Hải và đồng đội. Việt Nam thi đấu rất tốt, tuy nhiên tôi tin tưởng các bạn có thể làm tốt hơn nữa trong trận đấu cuối." Nhận xét về Quang Hải, ông cho biết: "Tôi có phần bất ngờ vì AFF Cup năm nay Hải không được thi đấu tốt như các giải đấu trước anh từng tham dự. Thật lòng mà nói, tôi đã rất kỳ vọng vào anh ấy có thể tỏa sáng. Ai cũng biết cậu ấy là cầu thủ của tôi và đang là một cầu thủ duy nhất chơi bóng tại châu Âu. Vì vậy, việc cậu ấy chơi mờ nhạt, phần nào tôi cũng có trách nhiệm. Tại Pau FC, chúng tôi đã tạo ra những điều kiện tốt nhất cho cậu ấy. Tôi không biết chắc chắn lý do vì Quang Hải đã dấy sức mình như vậy, tại sao lại như thế. Khi cậu ấy tới Pháp, tôi sẽ trao đổi với cậu ấy nhiều hơn." Ông đã cho biết. Quả thực, đúng như ông Tholot đã nói, Hải là một cầu thủ Việt Nam duy nhất chơi bóng tại châu Âu. Niềm hy vọng lớn lao được đặt cho anh trong kỳ AFF Cup lần này. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng xấu nhất. Hải đã bỏ qua rất nhiều trận đấu của Pau FC để trở về Việt Nam lấy cảm hứng chơi bóng. Tuy nhiên, giờ này có lẽ mọi tính toán đã suy sụp và Hải có nên quay trở lại Pháp hay không? Nếu tỏa sáng ở AFF Cup, Hải còn có thể hy vọng số 19 sẽ mất có quá nhiều thời gian để thi đấu lần này. Tương lai khi quay trở lại Pháp, tiền vệ 26 tuổi đối mặt với nguy cơ bị rơi vào cảnh mai đít ở trên ghế dự bị bởi một tháng không tập luyện thi đấu cùng với Pau FC là thách thức vô cùng lớn đối với cầu thủ vốn đã mất vị trí chính thức. Trong bộ khung của Pau FC định hình thời gian, thời điểm Quang Hải về đá AFF Cup 2022 ít nhiều tác động tới sự lựa chọn của vị huấn luyện viên Tholot. Đối diện với tương lai mờ mịt ở Pau FC, có tin đồn Quang Hải trở lại V-League. Ngoài đội bóng cũ Hà Nội, người hàng xóm Công an Hà Nội cũng là đội bóng đang có sự đầu tư mạnh về lực lượng. Tân binh V-League 2023 chiêu mộ ồ ạt các sao Philip Nguyễn, Phan Văn Đức, Văn Thanh, Tấn Tài, đặc biệt là người bạn thân của Quang Hải, Văn Hậu. Vì lẽ đó, tân binh V-League cũng là một điểm đến đầy lý thú cho Quang Hải khi số 19 kết thúc sớm cuộc phiêu lưu chinh phục bóng đá châu Âu. Dĩ nhiên, việc trở lại giải đấu quốc nội là một sự thừa nhận cho chuyến đi thất bại. Nhưng thật sự sự nghiệp, đó có phải là một phương án tồi để cho cầu thủ này được chơi bóng đúng nghĩa? Đó là về câu chuyện tương lai của Hải. Còn với ông Park của Hải tại đội tuyển quốc gia là huấn luyện viên Park Hang-seo, ông đã đi đâu, về đâu sau kỳ AFF Cup này? Sau 5 năm gắn bó, gặt hái được nhiều thành công trên cương vị là vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park đã nói lời tạm biệt các học trò. Và ngày hôm qua, thầy Park đã có cuộc họp báo với đội tuyển truyền thông Hàn Quốc, chia sẻ những cảm xúc. Ông cũng bày tỏ sẽ rất nhớ các học trò và nhớ những chặng đường mà ông đã đi qua. Tuy nhiên, dừng ở thời điểm này cho ông là một lựa chọn tốt cho đôi bên. Và một điều không được ít người quan tâm đó chính là việc thầy Park Hang-seo sẽ đi làm ở đâu, làm công việc gì. Điều mà ông Park khẳng định ngay trước Interfootball, trích dẫn lời của ông là ông sẽ không quay trở lại Hàn Quốc làm việc. Ông thổ lộ, tôi sẽ không làm công việc huấn luyện viên ở cả Việt Nam và Hàn Quốc sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Tôi cũng không có ý định làm một nhà quản lý bóng đá tại quê nhà. Mình không có năng lực, tôi sẽ không tham gia vào Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc hay đại diện nước ngoài do tôi không biết ngôn ngữ nước ngoài.
Theo kế hoạch tương lai, tôi sẽ trao đổi thêm với người đại diện và gia đình, nhưng có một điều chắc chắn là công việc của tôi làm liên quan tới bóng đá. Huấn luyện viên Park cho thấy, lựa chọn ở Việt Nam cho một công việc mới. Tôi có thể làm được nếu có cơ hội, nhưng tôi không biết liệu bản thân có tự mình làm được hay không. Không phải tôi không yêu quê hương, nhưng tôi nghĩ mình có thể giúp ích khi ở Việt Nam. Tôi đã nhận được một số lời đề nghị làm cho bóng đá trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ tiếp tục làm công việc vị huấn luyện viên nếu có cơ hội dẫn dắt đội bóng châu Á tham dự World Cup ngoài Hàn Quốc và Việt Nam. Ông lấy ví dụ về Qatar. Có sự khác biệt lớn giữa các đội từng tham dự World Cup và chưa từng góp mặt. Nhìn vào Qatar, tôi nghĩ rằng kinh nghiệm là quan trọng. Tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng nếu có một đội bóng như vậy ngỏ lời thì tôi sẽ có thể suy nghĩ về việc nhận lời. Có thể thấy là ông Park vẫn còn nhiệt huyết với bóng đá và ông vẫn đang tìm kiếm những đỉnh vinh quang mới. Thầy Park vẫn chưa rõ đi đâu về đâu. Tuy nhiên, việc chính thức rời đội tuyển Việt Nam thì đã sẵn sàng. Rắn không thể một ngày mất đầu và VFF thì cũng đang công bố về người thay thế ông Park. Với thành tích, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đạt được rất nhiều thành tích trong những năm vừa qua. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2023 khu vực châu Á. Trong suốt 5 năm của ông Park, đội tuyển Việt Nam đã giữ được vị trí top 100 bảng xếp hạng FIFA, đồng thời xếp hạng số 1 Đông Nam Á. Huấn luyện viên Park là nhà cầm quân duy nhất có thành tích trên sân nhà Mỹ Đình bất bại ở Đông Nam Á, bao gồm 6 trận thắng, 1 trận hòa. Tất cả đều được thấy niềm tự hào của huấn luyện viên Park thật sự rất lớn. Người kế nhiệm của ông Park chắc chắn gặp áp lực từ nhiều phía, đó là chỉ số kỳ vọng của người hâm mộ, thành tích của người tiền nhiệm và lộ trình nâng tầm bóng đá Việt Nam. Hiện Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những ứng cử viên và cần thêm thời gian để quyết định. Lý do kể từ khi ông Park tuyên bố chia tay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 9 tổ chức đại hội thành công, tìm ra việc huấn luyện viên mới. Chuyện sàng lọc ứng cử viên phù hợp, chuyên môn giỏi và có nhiều gương mặt đến từ châu Âu, trong đó có ông Philippe Chuisi, vị huấn luyện viên từng dẫn dắt U19 Việt Nam. Nếu không có gì thay đổi thì việc công bố vị huấn luyện viên trưởng Việt Nam nhiều khả năng diễn ra trong đầu tháng 2. Hy vọng VFF sẽ tìm được một nhà cầm quân giỏi và vượt qua được những áp lực vô hình mà người tiền nhiệm để lại sau 5 năm thành công.